Siêu phẩm Tenet bất ngờ rời lịch chiếu, đẩy Wonder Woman vào thế đối đầu Black Widow ngoài rạp. Theo thông tin từ Warner Bros., được bật mí vào ngày 4 tháng 6, dự án hack não tiếp theo Tenet của đạo diễn The Dark Knight rất có thể sẽ không thể ra mắt vào ngày ấn định ban đầu ngày 17 tháng 7 năm 2020, và đáng nói hơn, hãng cũng chưa ấn định ngày phát hành mới. Tenet là sản phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Christopher Nolan, lấy bối cảnh khi chiến tranh thế giới lần 3 sắp sửa nổ ra. Bộ đôi nhân vật được thủ vai bởi John David Washington, Black Klansman và Robert Pattinson The Batman, được giao cho nhiệm vụ chặn đứng cuộc chiến bằng một công cụ được cho là giúp con người du hành ngược về quá khứ. Không như ở Việt Nam, hiện nay Mỹ đang đứng trước hàng loạt rắc rối không chỉ từ dịch bệnh COVID-19, mà còn từ hàng loạt những cuộc biểu tình không ngừng nghỉ nhằm bảo vệ cho quyền lợi của người da màu nói riêng và của các cộng đồng đấu tranh bình đẳng nói chung. Vì lẽ đó, ngành điện ảnh vẫn chưa có những chuyển biến tích cực nào, dù đã bước sang nửa cuối năm 2020, các cánh cửa rạp chiếu vẫn đóng kín và thưa thớt người xem. Song song với thời buổi khó khăn và loạn lạc tại đất nước cờ hoa, thì Tenet chính là niềm hy vọng của thể loại phim chiếu rạp, theo như nhận định của các chuyên gia và cả chính ông Nolan. Vì thế, việc siêu chiến binh này cuối cùng cũng quy phục trước biến động xã hội và chịu số phận rời lịch đã khiến nhiều người không khỏi hụt hẫng và thất vọng. Việc Tenet bị lùi ngày công chiếu kéo theo chuỗi hậu quả nặng nề hơn tưởng tượng rất nhiều. Xét riêng về Warner Bros., các bom tấn theo sau như Wonder Woman 1984 hay Dune đều bị đẩy về xa hơn nữa, trong đó phần tiếp theo kể về công chúa chiến binh Amazon, nhà DC nhiều khả năng được ấn định vào khoảng tháng 10 thay vì ngày 14 tháng 8 tới, tức sẽ tái ngộ với kẻ địch là Black Widow nhà Marvel, vốn dự kiến khởi chiếu vào ngày 6 tháng 11. Black Widow sẽ đối đầu với Wonder Woman ngoài rạp. Mặt khác, có lẽ nhiều ông lớn khác sẽ ước sao tin tức này không đến sớm hơn, vì nếu Tenet không ra rạp vào giữa tháng 7, thì những Mulan của Disney hay The SpongeBob Movie, Spun on Terzun của Paramount đều sẽ dễ thở hơn và can đảm giữ lịch chiếu trong giai đoạn cuối tháng 7, đầu tháng 8, chứ không phải cắn răng đẩy con cưng, mình lên các nền tảng trực tuyến và chịu mức lỗ lên đến nửa tỷ USD như hiện tại. Số phận hầm hưu dành cho Mulan. Vậy kế hoạch của Warner Bros. Sẽ là gì? Nếu rời các phim về khoảng cuối tháng 10, thì quả phụ đen của MCU đang trực chờ sẵn để cắn xé, nhưng nếu lùi tiếp về giữa tháng 11 thì điệp viên James Bond của nó tham to đai cũng đã đợi sẵn từ lâu. Mùa Giáng sinh sẽ còn căng thẳng hơn khi ông Hoàng Phong vé Noel, Tom Cruise sẽ trở lại cùng Top Gun, Maverick. Tom Cruise đã chờ sẵn từ dịp Giáng sinh. Vì thế, nhiều chuyên gia đã xem xét và dự đoán rằng 14/8, 2/10 và ngày 18 tháng 12 sẽ là 3 ngày công chiếu phù hợp nhất dành cho các bom tấn gần nhất của hãng, trong đó Tenet rất có thể sẽ thay thế Wonder Woman 1984 để vẫn là phim đầu tiên mở lại rạp chiếu sau dịch, theo nguyện vọng từ chính Christopher Nolan. Dù cho kế hoạch thực tế của Warner Bros. Có là gì đi chăng nữa, thì hãng vẫn cần chạy nước rút ngay từ bây giờ trước khi quỹ thời gian còn lại của 2020 chính thức cạn kiệt. Bạn có thể chọn một mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Khá căng thẳng. Hàng loạt bom tấn đối đầu. Ý kiến khác. Lúc thì có quá nhiều, lúc lại quá ít phim để xem. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.